Con đã ăn bán trú ở trường được 3 tuần học chính thức. Con thấy bữa ăn bán trú ở trường khá là hợp khẩu vị với con và khá là đầy đủ chất dinh dưỡng ạ. Tuần này học sinh ăn món này mà các con nói bảo là các con ăn cái món này nó chán hay là như thế nào thì nhà trường sẽ đổi thực đơn. Đảm bảo cho hàng nghìn học sinh ăn trong một bữa thì tôi nghĩ là phải là nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản. Kiểm soát an toàn nguồn thực phẩm, đảm bảo cơ cấu bữa ăn với giá thành hợp lý, đồ ăn phù hợp khẩu vị cho số đông học sinh. Cái khó nào cho việc xây dựng, triển khai và hoàn thiện bữa ăn học đường tại chính các trường ở thành thị? Câu chuyện trong Vì Tấm Vóc Việt ngày hôm nay. Sau khi mà trên các phương tiện thông tin đại chúng có những câu chuyện về liên quan tới bữa ăn học đường của học sinh thì thực sự là về góc độ là những người quản lý thì chúng tôi cũng rất là lo lắng. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã họp và chỉnh sửa lại những cái khâu để cho chúng tôi đảm bảo nhất cái sự an toàn cho học sinh. Khó khăn lớn nhất với chúng tôi đó là chúng tôi không phải là các nhà chuyên môn. Chúng tôi chỉ có thể kiểm tra cái thực phẩm buổi sáng ấy là bằng mắt thường thôi, bằng cái kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia nội trợ hàng ngày trong gia đình. Và hiện nay chúng tôi đang tin tưởng vào những cái đơn vị mà kiểm dịch cho chúng tôi để chúng tôi thu nhận hàng ngày. Cái gì mình cũng nhận vào là không được. An toàn thực phẩm trên đầu thì những cái mà không an toàn thì mình sẽ loại bỏ và gọi về công ty trả lại. Chúng tôi không dám thực hiện là chúng tôi cho nhân viên của nhà trường tự nấu nướng. Bởi vì thứ nhất là thói quen hàng ngày của người Việt là bữa ăn nó rất là đơn giản, chỉ dành cho khoảng từ 6 đến 10 người là nhiều. Vậy thì để đảm bảo cho hàng nghìn học sinh ăn trong một bữa thì tôi nghĩ là phải là nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản. Khi mà chúng tôi ký kết hợp đồng thì chúng tôi đã có những cái điều khoản rất là rõ ràng giữa hai bên. Và bên công ty sẽ phải đồng ý với chúng tôi đảm bảo tuyệt đối cho cái bữa ăn của học sinh và chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái sự an toàn thực phẩm trong nhà trường của chúng tôi. Chúng tôi với cái số tiền tuy là rất là ít ỏi, chỉ có 30.000 đồng một bữa, nhưng chúng tôi cũng đòi hỏi để tạo được cái quyền lợi cao nhất cho học sinh. Và chúng tôi cũng sẽ gia giảm những gì không cần thiết và để nâng cái định lượng thực phẩm cho học sinh hàng ngày. Là tôi nhận là phải đủ định lượng cho các con. Ví dụ như học sinh ấy là thịt là 80g, sống chín là 55g, trứng là một quả chín là 58g hoặc là 55g, tùy theo sơ chế mình tăng lên. Thế còn cơm là 260g, rau là 110g sống. Rất nhiều hôm trên thực đơn của công ty thì đã là lãi suất của công ty là âm đấy ạ. Tức là cũng có những hôm chúng tôi điều chỉnh theo cái khẩu vị của học sinh và chúng tôi cũng điều chỉnh các cái món ăn để thay đổi cho học sinh hàng ngày. Thực đơn ở trường thì luôn luôn được thay đổi và sẽ có một số ngày là sẽ có được những món đặc sắc và thú vị hơn ạ. So với bữa cơm ở nhà thì tuy là chưa bằng nhưng mà cũng rất là đầy đủ ạ. Chúng tôi đảm bảo cái định lượng ăn hàng ngày là ở mức vừa đủ cho học sinh. Tháng năm chúng tôi cũng có mời chuyên gia về để tư vấn, để đo các chỉ số và tư vấn cho học sinh về cái cách sinh hoạt, cách điều độ cũng như cách ăn uống. Bữa ăn học đường hiện nay đã đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của học sinh ở các lứa tuổi, các cấp khác nhau. Những nhận định và phân tích của các chuyên gia dinh dưỡng, đón xem Vì Tấm Vóc Việt số ngày mai. Với một khát khao cháy bỏng mang đến cho mọi người dân Việt Nam dòng sữa tươi sạch, thơm ngon, bổ dưỡng, TH Tiên Phong đặt nền móng cho ngành công nghiệp sữa tươi sạch và sữa tươi hữu cơ tại Việt Nam. TH là doanh nghiệp đi đầu trong việc ký kết triển khai chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa theo tiêu chuẩn hữu cơ organic của châu Âu và Mỹ. TH là trang trại đầu tiên tại Việt Nam có đàn bò sữa chuyển đổi sang nuôi hữu cơ. Theo một quy trình sạch khép kín từ đồng cỏ đến bàn ăn, đạt chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu và cúp vàng hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng. TH Trubio tiên phong phát triển sữa tươi hữu cơ tại Việt Nam. TH tiên phong xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia.